Chào mừng quý vị đang đến với kênh VN Youtuber Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay xin gửi tới quý vị một nội dung nhẹ nhàng nhưng không kém phần thú vị Đây là một bài viết theo dạng cảm nhận của một người ở phương Bắc Trung Quốc sau khi đi tham quan cửa khẩu hữu nghị trở về Bài viết đăng trên trang thâu theo với tựa đề Hữu nghị quan ở biên cảnh Trung Việt, cửa khẩu gần Hà Nội nhất, đến nay nòng pháo vẫn ngắm sang Việt Nam Dưới đây xin lược những nội dung chính của bài báo như sau rời thành phố Đông Hưng, đi theo quốc lộ 219 về phía Tây. Những đợt lắc lư khi đi qua đoạn đường đang sửa chữa cũng cho ta cảm nhận được sự nguyên sơ của phong cảnh biên giới. Mục tiêu hướng đến là bằng tường. Mặc dù nằm ở biên viễn, nhưng sự phát triển ở bằng tường lại cực kỳ có tính chất quốc tế. Nơi đây cũng là thành phố được mệnh danh là đô thị quốc tế gần khối ASEAN nhất. Nhìn từ trên không xuống, bằng tường cực kỳ mang đặc sắc của Quảng Tây. Trong thành con núi trong núi có thành, sự phát triển của thành thị cũng vì sự tồn tại của những quả núi này mà bị chia thành nhiều bộ phận. Bởi vậy ở bằng tường, những con đường thẳng tắp là rất ít. Danh từ bằng tường nghe rất hay lại có ngụ ý tốt đẹp. Thời Bắc Tống ở đây đã thành lập động bằng tường với ý nghĩa là cát tường cố thủ. Cũng có thể nói danh từ bằng tường, nghe qua đã thấy đầy cảm giác về nơi biên ải hiểm yếu. Ở bằng tường, thương mại xuất nhập khẩu rất phát triển ví dụ như thời gian gần đây các nước nhiệt đới đông nam á mang nhiều hoa quả thông quan ở bằng tường để vận chuyển đi các nơi khắp trung quốc giao thông ở bằng tường khá thuận lợi có đường cao tốc nối đến trên đường phố bằng tường có thể thấy nhiều hoa quả tươi nói thực lòng một người ở phương bắc như tôi có nhiều loại quả không biết tên cũng chưa từng ăn qua rời khỏi thị trấn bằng tường chúng tôi tiếp tục đi về phía nam mục tiêu là hữu nghị quan. Đối với hữu nghị quan, chúng tôi rất chờ đợi vì nơi đây đã chứng kiến một trận chiến lớn, hạ gục uy phong của những kẻ thực dân. Hơn nữa nơi này là chỗ giao giới hai nước Việt Trung, chỉ cách Hà Nội hơn 100 km. Suốt đường đi, tôi luôn nghĩ diện mạo của hữu nghị quan hiện nay thế nào. Trên đường từ bằng tường đến hữu nghị quan, chúng tôi có thể thấy một số trung tâm phân phối thương mại nước ngoài và cảng khẩu. Ở đây có rất nhiều xe tải qua lại giữa Trung Quốc và Việt Nam. Ngay cả khu vực hữu nghị quan cũng vẫn giữ công năng cửa khẩu như trước. Cảnh vật ở hữu nghị quan có rất nhiều nơi, ngoài khu vực cửa khẩu còn có cột mốc số 0 của đường quốc lộ 322, lầu hữu nghị quan, tả bật sơn chấn quan pháo đài, hữu phụ sơn cổ pháo đài và những bức tường thành cổ. Trong đó trung tâm nhất là lầu hữu nghị quan. Hữu nghị quan có một lịch sử lâu đời, lịch sử xa nhất có thể truy nguyên đến là thời nhà Hán. Trong quá trình lịch sử quan ải này đã nhiều lần đổi tên. Có lúc mang tên là Ung Kê Quan, Đại Nam Quan, Chấn Di Quan, Trấn Nam Quan. Đến nay đã có hơn 2.000 năm lịch sử. Đây là quan ải biên giới duy nhất trong chín đại danh quan của Trung Quốc. Từ thời nhà Tống, Việt Nam là nước chư hầu của Trung Quốc, mỗi năm phải chiều cống một lần các vương triều Trung Nguyên cũng sách phong quan chức cho họ. Quan hệ này kéo dài mấy trăm năm, đến năm Hồng Vũ Nguyên Niên Nhà Minh, tức là năm 1368, để củng cố biên cương phía Nam mới đem Lâu Thành sửa chữa thành một tòa môn lâu hai tầng và đổi tên thành Trấn Nam Quan. Lại xây dựng trên triển núi Kim Kê một pháo đài để khống chế quan ải. Xung quanh quan ải núi non trùng điệp, khe sâu cây rậm, địa thế hiểm yếu. Ở hai bên hữu nghị quan đều có tường thành được đắp theo thế núi, tường thành đầy rêu phong, có những nơi rễ cây đã xuyên thủng tường thành, cho thấy thời gian đã lâu dài. Trước mắt mọi người, những bức tường thành đầy vết tích của thời gian. Tôi chọn trước tiên là leo lên Hữu Phụ Sơn, ngọn núi này cao và hiểm trở, đi lên đi xuống mất khoảng gần 2 giờ đồng hồ. Tường thành ở đây đều dùng vật liệu tại chỗ xây nên, chủ yếu là những tảng đá ghép vào. Xuống khỏi Hữu Phụ Sơn, tôi lại leo lên Tả Phụ Sơn. Sự khác biệt ở đây là núi này thấp, chỉ mất chưa đến 5 phút là đã đến vị trí của pháo đài. Nói đến Trấn Nam Quan, không thể không nhắc đến Phùng Tử Tài. Cuối tháng 1 năm 1885, thực dân Pháp mang hơn 7.000 người tiến đánh vùng biên chấn Quảng Tây, chiếm yếu địa chiến lược Lạng Sơn. Tướng chấn thủ Văn Uyên Nhà Thanh Dương Ngọc Khoa từ trận, bộ hạ tản mắc. Người Pháp nhân thế chiếm chấn Nam Quan, thâm nhập vào biên giới Trung Quốc 10 km Lúc này Phùng Tử Tài lâm nguy thủ mệnh, chịu trách nhiệm bảo vệ biên giới phía Tây Nam. Lúc đó Phùng Tử Tài đã 70 tuổi, dẫn theo hai con trai liều chết xung trận. Sự anh dũng của viên tướng khiến sĩ khí quân lính lên cao nên đã đánh tan chủ lực của quân Pháp xâm lấn. Thắng lợi này được gọi là đại tiệp chấn Nam Quan. Nhưng tuy thắng lợi, trên bàn đàm phán sau đó triều đình nhà Thanh vẫn không chiếm được ưu thế nào. Cuối cùng cũng chỉ là không cắt đất không bồi thường. Do đó có thể thấy nhà Thanh mục nát, sợ hãi liệt cường đế quốc đến thế nào. Sau này Tôn Trung Sơn trực tiếp đến trấn Nam Quan chỉ huy khởi nghĩa trấn Nam Quan, góp phần làm cho nhà Thanh nhanh chóng sụp đổ. Đến khi quan hệ hai nước Trung Việt thân thiết, danh từ trấn Nam Quan có ý tứ không được đẹp, lại cộng thêm khi đó chúng ta và Việt Nam là chiến hữu huynh đệ, nên năm 1965 đổi tên thành Hữu Nghị Quan. Tuy nhiên hiện nay các nòng pháo trên đỉnh núi vẫn nhắm về phía Việt Nam. Chúng ta cũng không khó để cảm nhận rằng, đối diện với quốc gia này, chúng ta cần để ý nhiều một chút. Chỉ có lợi ích là vĩnh hằng, chứ không có bạn bè vĩnh hằng. Quý vị thân mến, trên đây là lược dịch một bài viết theo dạng cảm nhận du lịch của một người từ phương Bắc Trung Quốc đến thăm hữu nghị quan. Qua bài viết này, chúng ta có thêm một số hiểu biết về cảnh vật di tích và cố sự ở bên kia biên giới cũng qua đây để quý vị hiểu rõ hơn về lịch sử của cửa khẩu hữu nghị đây vốn dĩ là quan ải của người trung quốc lập ra để phòng thủ biên giới với chúng ta chứ không phải là cửa ải của chúng ta để phòng thủ họ sở dĩ nhấn mạnh điểm này là vì trong dân gian đâu đó vẫn có một số người lan truyền câu chuyện rằng khi đàm phán phân định biên giới việt nam đã nhân nhượng đất đai cho trung quốc ở ải nam quan thậm chí có người nói trước đây cái ải này là của chúng ta nhưng sự thực thì ải này là của người Trung Quốc xây để phòng thủ quân Nam tấn công. Trong bài viết của tác giả này, người ta chỉ nhắc đến trận thắng của Phùng Tử Tài trước quân xâm chiếm thực dân Pháp ở trấn Nam Quan, nhưng cũng không nhắc tới những kỷ niệm đau buồn mà quan ải này đã phải chứng kiến trong suốt lịch sử tồn tại của nó. Việc không nhắc này hoặc là do họ không biết mà cũng có thể là do không muốn khơi ra chỗ đau để làm mất sĩ diện của bản quốc. Trong lịch sử chiến tranh Trung Việt, con đường qua ải Nam Quan là con đường chủ yếu mà các đội quân xâm lược phương Bắc dùng để sang đánh chúng ta và nó cũng lại nhiều lần chứng kiến những lần chạy thục mạng trở về. Đó là những thoát hoan chui vào ống đồng chạy tháo thân cầu sống. Đó là những vương thông thua trận ký hòa ước lầm lũi trở về. Đó là tôn sĩ nghị khi đi cờ rong chống mở, khi về thì một mình một ngựa đói khát tả tơi. Kết luận bài viết, tác giả của nó nhắc lại câu không có bạn bè vĩnh hằng, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Quả thực như vậy, Trấn Nam Quan được đổi tên thành Hữu Nghị Quan từ năm 1965, nhưng chỉ sau đó 14 năm, hai nước lại chĩa súng pháo vào nhau một trận tơi bời năm 1979, rồi quả cưa xung đột cho đến tận năm 1989 mới dứt hẳn. Điều đó để lại bài học rằng mọi Mỹ từ hữu hảo đều vô giá trị nếu xung đột quyền lợi với nhau. Hữu nghị quan có thể thật sự trở thành biểu tượng cho tình hữu hảo hai nước Trung Việt hay không thì cần có sự nỗ lực vun đắp của cả hai nước. Mà muốn vậy thì thời thế đã khác, Trung Quốc không nên hoài niệm quá khứ mỗi năm được chiều cống, không nên giữ khư khư thoái phép thiên triều Lạc hậu để hống hách trong quan hệ với láng giềng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.